Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng các bạn có thể chế tạo ra lưỡi hái vô cực. Bạn có thể sử dụng cái lưỡi hái vô cực này, dùng nó để chiến thắng con rồng Thanos. Vậy mình có thể chiến thắng được con rồng này hay không? Hãy cùng xem đến cuối video để biết nha. Nhân tiện, hầu hết những bạn xem video của mình đều thích những cái video Minecraft thử thách như thế này, hoặc ít nhất là thích những cái video Minecraft. Nên nếu các bạn là người mới, làm ơn hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký, kể cả các bạn có là người đã đăng ký rồi hay chưa. Vì thỉnh thoảng YouTube vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên các bạn hãy kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký rồi hay chưa nha. Mình biết ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, chúng ta đã vào cái thế giới lần này rồi. Wow, cái gì xảy ra trời, mình mới vô thế giới mà sao cái nhà lại cháy hết rồi. Ok, hôm nay cái video lần này chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình có thể chế tạo ra được cây lưỡi hái Infinity. Đây là một thứ mà các bạn không thể nào có được trong phim. Và để chế tạo được cái real thì chúng ta cần phải đi mine. Wait, tại sao cái block trong cái thế giới lần này nó lại có cái màu này vậy? Ok, bánh mì, cảm ơn. Đồ ăn đây này. Yep, ta nên lấy một ít đồ ăn cái đã. Oh, hello, dân làng. Có gì được? What the heck? Mình rớt xuống đây mà mình không bị mất máu rồi. Chúng ta có khoáng sản mới nè mọi người. Wow, mình đã bằng tay được luôn à. Iron Man Shot. Một cái khoáng sản của Iron Man. Ok, ok. Chúng ta hãy nhanh chóng chế tạo ra một cái cúp đá và làm hết đầy đủ cái dụng cụ đi nào. Chúng ta có rìu, chúng ta có cúp và chúng ta có sản. Sau đó mình sẽ đổi cái này ra thêm lành đồ ăn nữa. Chúng ta có 14 cái đồ ăn. Còn cái khoáng sản này là gì nhỉ? Nó tên là Dark Shot. Có vẻ là một cái mảnh màu bóng tối. Hai cái này có thể làm được cái gì ta? Ui đúng rồi các bạn ạ. Mình nghĩ hai cái này có thể giúp mình chế tạo ra được một cái thứ gì đó có liên quan đến vô cực. Bởi vì các bạn nghĩ xem, chúng ta không thể nào chế tạo cây lưỡi hái vô cực bằng những cái bóc đồ bình thường được mọi người ạ. Nên là chắc là sẽ có cách gì đó để chúng ta có thể làm. Oh my, có cái khoáng sản gì nè. Ok, để mình đập cái này xong một cái. Wow, nó có khoảng 5 con zombie luôn ấy. Uầy, mày hả ơi, nhiều zombie quá ta. Uầy, và còn đây là cái khoáng sản gì thế này? Infinity Shot, cái mảnh của vô cực. Uầy, nó có rất là nhiều những cái hình dáng của cái viên đá vô cực trong đây ấy. Ok, mày hả ơi, đi ra đây. Ở đây còn thế này, biết đâu chúng ta có thể sử dụng cái này để chế tạo ra được cái lưỡi hái vô cực thì sao? Và cũng không quên được cái găng tay vô cực ở trong cái video lần này nữa mọi người ạ. Chúng ta vẫn phải chế tạo cái găng tay vô cực, bởi vì cái lưỡi hái vô cực có thể nó sẽ khá là mạnh, nhưng nó cũng chỉ bổ trợ cho việc mình có thể chế tạo được cái găng tay vô cực mà thôi, bởi vì cái găng tay vô cực lúc nào sẽ là cái vũ khí mạnh nhất. Ok, và để làm được cái bàn chế tạo vô cực, mình nhớ không lầm là chúng ta cần phải để như thế này và hai cái này xung quanh. Đây rồi, Infinity Warband. Holy shit. Ôi, và bây giờ mình đã có một cái hiệu ứng, đó là vô cực, nó là cái bàn chế tạo vô cực. Khi các bạn chế tạo được cái bàn này rồi thì các bạn sẽ có khả năng, đó chính là bấm ở bất kỳ đâu các bạn cũng có thể chế tạo được. Và nếu mình nhớ không lầm, để có thể chế tạo được cây lưỡi hái vô cực chúng ta sẽ cần có kim cương. Có vẻ là mình cần phải đi xuống một cái hang sâu gì ở đấy để chúng ta có thể tìm được thêm kim cương nhá. Nếu cái video này được hơn 7001 like thì trong video tiếp theo mình sẽ chế tạo ra cho các bạn những cái món vũ khí vô cực còn xịn hơn ngoài cái cây lưỡi hái của mình nữa. Ok, mình video này chỉ mục đích là chỉ mình muốn khoe với các bạn là chúng ta có thể chế tạo ra được đồ vô cực, và mình muốn cho các bạn biết được là trong tương lai sẽ có những cái video đấy nếu các bạn để cho video này 7000 like. Yep. Và đừng quên chia sẻ cái video này của mình nữa, bởi vì chia sẻ cũng rất là quan trọng để có thể giúp mình tăng view hay là gì đấy đó. Ok chưa, rất là hợp lý luôn. Có thang đây rồi, mình cần nung sắt lên. Yep, nung sắt lên thôi. Cho mình một cái bật lửa đi nào, mình có thể làm được cái bật lửa làm không? Đây rồi, chúng ta đào 37 cục sỏi và chúng ta được một cục đá lửa. Khoan, mình cần phải lên lại mặt đất mới được, chúng ta cần phải làm thêm gỗ thôi. Đây, chúng ta có gỗ, chúng ta có được một cây cúp sắt. Bây giờ những việc còn lại là tìm thêm kim cương này. Ở đây có cái xô rồi, không nhờ mình nhớ trong những cái nhà này thường thường sẽ có cái xô. Ngọc lục bảo, ok. Chúng ta có con golem đây nữa, tại sao mình lại quên mất con golem ta? Nếu có golem thì mình sẽ có thêm sắt. Và nếu như vậy thì mình có thể làm được một cái bật lửa. Cộng thêm với một cái xô nữa, nếu chúng ta được 4 cục. Golem ơi, xin lỗi, không có cố ý đâu. Khoan, nó có đủ 4 cục luôn này, một cái xô và một cái bật lửa luôn. Xuống hang thôi chứ còn gì nữa. Chắc là trước khi xuống hang mình tìm một cái giường để có thể mang nó đi luôn cái đã. Chúng ta cần phải đi xuống sâu hơn thôi. Ao ao, mày này con nhện. Quầy ở đây có quá trời khoáng sản luôn. Khoáng sản vô cực mà nhiều thế này thì Thanos không bao giờ thua rồi. Có đường nào đi xuống nữa không ta? Rất là khó khăn khi đi ở cái hang này nhỉ. Ok, chúng ta hãy đào thẳng một đường xuống đi. Oh my god, 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 chúng ta còn nửa tim.
Holy shit, quầy kim cương thêm nữa này. Và đây là một cái, những cái phần thưởng rất xứng đáng. Ui, cái obsidian này màu xanh à, kỳ lạ vậy. Ok, mình có một kim cương này. Và đằng đây mình cũng có thêm kim cương nữa. Nhưng mà từ từ, mình cần redstone. Ok, chúng ta sắp được chứng kiến được những cái vũ khí vô cực mà mình đã thêm vào đây rồi mọi người à. Đây là những cái món cực kỳ đặc biệt, nên các bạn hãy xem đến cuối video nha. Bởi vì mình còn phải đánh lộn với con rồng Thanos nên là sẽ rất là khó khăn. Ok, chúng ta sẽ cần các bạn xem đến cuối video đấy để chúng ta có thể chiến thắng con rồng này. Chỉ cần các bạn xem đến cuối video là được. Ok, được luôn, hợp lý chưa? Oh, anh đã có thêm kim cương này. Mình không ngờ cái chỗ này có nhiều kim cương đến như vậy. Bờ rồ như mình là vô đây phải có rất là nhiều kim cương. Ok chưa? 3 viên kim cương. Mình cảm giác cái chỗ này rất là to nhá, để có thể tìm được kim cương. Đây boom, đây rồi, bật lửa lên nào. Ủa khoan, mình chưa cần xuống địa ngục mà quên mất. Mình đang làm như kim này chuẩn bị xuống địa ngục ấy. Chúng ta cần khoáng sản lapis để có thể hoàn thành được cái cây lưỡi hái vô cực. Và nếu mà các bạn cần lưỡi hái vô cực thì chắc chắn món đầu tiên các bạn cần phải chế tạo, và cái thứ giống cái lưỡi hái vô cực nhất chính là cây cuốc. Chúng ta sẽ nâng cấp cây cuốc này lên thành cái lưỡi hái vô cực, các bạn tin được không? Cái này là hơi bị đỉnh đó trời. Đây rồi lapis đây, cảm ơn, ta có 2 cục lapis. Ok, để chế tạo cái lưỡi hái đó chúng ta sẽ cần có gậy để có thể để ngang như thế này, cuốc kim cương phía trên, để 2 cái khoáng sản bóng tối ở dưới đây, để lục bảo ở đây, kim cương ở đây và redstone ở đây, lưỡi hái vô cực, và chúng ta có tham stone cộng Thanos seed. Thì những cái này là những cái gì thì gì đó. 7001 like cộng với các bạn có thể share được cái chia sẻ cái video này cho mình được hay không thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết mình sẽ sử dụng những cái này vào cái việc gì trong những cái video sau. Và mình đã chế tạo ra được lưỡi hái vô cực với 8 số tấn công. Oh my god, cái này có thể làm được cái gì? Oh, wait, what? Holy shit, cái lưỡi hái vô cực của mình. Ok. Tranh thủ lên, bam, một bộ giáp kim cương. Không nói nhiều. Boom. Full giáp kim cương là rõ nha. Bam, đây. Chúng ta có full giáp kim cương, let's go. Lưỡi hái vô cực thì chúng ta không thể nào sử dụng nó để mà đánh được, nên chúng ta hãy tạm thời sử dụng cây rìu kim cương của mình với một cây cướp. Ta-da. Tránh đường ra cho mình đi nào. Wait, con chuột phải. Oh my, what? Nó là 6 viên đá vô cực đúng không? Oh my god, nó có tác dụng gì? Oh, ok. Wow. Hơi bị gắt đó. Còn bây giờ thì giúp ra đi phá hoại một tí đi nào hả? Wow. Oh my god, đỉnh quá vậy. Ui, mình có thể đi tận xuống tới bedrock luôn này. Ui, nhưng mà sao bedrock này màu xanh vậy? Hơi dị một xíu. Ok, không sao. Ui, đúng rồi, mình phải lấy vàng. Chắc không biết tại sao rồi đấy. Bởi vì nếu mà mình lấy vàng thì mình có thể sẽ cần đổi đồ với Clean, đúng rồi. Lấy vàng sao cho đủ đi nha. Đổi cái này ra bánh mì cái đã. Và boom, ok, chúng ta đã có cái ăn. Bây giờ hãy xếp lại như thế này để mình có rất là nhiều vàng khi mình đi vòng vòng. Ok, đây vàng ơi, nhập vô người mình đi vàng này. Ok, ta đi xuống địa ngục thế nào. Mình có cảm giác như là mình thấy được cái gì đó ở dưới đó. Bastion đây rồi. Cái khu này là cái khu có thể đổi đồ Big Lin nè. Và đồ fortress bên kia, chúng ta có thể lên cái khu này và quăng hết đống vàng này cho Big Lin. Ngay cả việc nếu bây giờ mình vào trong lâu đài của tụi Big Lin thì mình vẫn có thể kiếm được khá. Đứa Big Lin có thể đổi đồ với mình đấy. Đây rồi, có 2 con boom boom. Ok, các bạn có thể qua đây không hả? Mình có một cái cảm giác, đó chính là hình như nha mọi người, hình như thôi nha, đó chính là khi mà tụi này, từ khi mình chế tạo được cái đồ vô cực á thì mình gặp tụi này thì tụi này nó tự đánh nhau. Có nghĩa là khi mà mình tới gần tụi nó thì tụi nó sẽ tự động trả nhau luôn mọi người ạ. Cái đồ này đỉnh cao kiểu không ai có thể dám đụng được mình ấy. Ok, mình sẽ tới chỗ con này thử coi nha, nó có đánh mình không nhỉ? Hello, chưa kịp quốc nữa chết rồi. Tính đánh nhau thật kìa. Vai đỉnh cao vậy, rõ ràng là 2 con này đã chuẩn bị. Nó kiểu cái hệ thống của cái game Minecraft ấy là nó kêu 2 con này đánh nhau, nhưng mà 2 tụi nó không có khả năng đánh được mình ấy, nên nó kêu... Cái tiếng đó là cái tiếng của tụi Big Lin khi mà tụi nó chuẩn bị đánh mình. Cái đồ này quá là xịn xò. Ok, để check coi chúng ta có gì đây. Ok, 16 cục được. Mình có kháng lửa nè, chúng ta có dư khá là nhiều ngọc luôn đấy mọi người ạ. Chúng ta sẽ tìm coi là trong đây còn ok, 3 bình kháng lửa, 4 bình kháng lửa. Ok, rút rồi tạm biệt cái đám này nha, chúng ta không cần ở đây nữa. Ok, chúng ta hãy rút ra khỏi đây. Ok, chúng ta mình không bị sát thương khi rơi luôn. Chúng ta có thể nói là đồ vô cực bá đạo, và các bạn sẽ không tin được những cái món đồ vô cực trong tương lai các bạn có thể thấy được đâu. Nó không phải món đồ bình thường đâu các bạn ạ. Các bạn có bao giờ thấy được cái vũ khí kết hợp vô cực chưa? Bình luận phía dưới cho mình biết nha. Bình luận phía dưới, những bạn nào đang xem tới đại này rồi, bình luận phía dưới cho mình biết là các bạn có bao giờ thấy được những cái món đồ vô cực như là vũ khí kết hợp vô cực. Sớm thôi các bạn sẽ thấy được. Ok, và bây giờ con play đâu rồi ta? Đầu tiên chắc là mình sẽ quăng cái này lên, tại vì đây là cái lọ quăng duy nhất trong đây. Oh my god, chỗ tìm được con play hơi khó ta. Đây rồi. Hello. Bam. Mày hay bưởi. Ngay cả con play nó cũng đi tìm mấy con khác đánh luôn mọi người ạ. Nó không đánh mình. Hello.
Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Tụi tôm tụi tép gì? Rồi bây giờ mình sẽ chặn cái này đi. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn nè. Rồi con Blade đang chuẩn bị bắn con này. Ha, điêu vậy. Ô, oh, đây rồi, đủ 8 cái. Và chúng ta sẽ chạy ra khỏi đây thôi. Nắm vô đường nào ta? Chắc là dưới đây nhỉ? Đúng rồi. Ui, cảm giác mà bắn cục ngọc mà mình không bị mất máu nó sướng lắm mọi người ạ. À. Mình khá chắc cái cổng mình trên kia. Ok, phóng lên. Cái gì ta? Con Blade nó dám bắn mình hả? Khá may mắn cho đó là mình không có vô á, không thôi là chết với mình rồi đó. Ok, đi về nào, đi về nào, đi về nào. Let's go. Chúng ta đã xong và bây giờ mình sẽ đổi cái đống này qua bột quy lửa, sau đó để vào đây. Ok, rồi lên mặt đất thế nào? Trước khi đi, mình nghĩ là mình cần phải tạo ra một cái đồ này cái đã. Đúng vậy, đó chính là cái găng tay vô cực. Ok chưa? Lý do mình đang nhảy lên đây là tại vì nếu các bạn chế tạo ra cái găng tay này, các bạn không cẩn thận thì nó sẽ làm mất đồ của các bạn. Nên là mình sẽ bỏ vào đây những cái món đồ mà mình cho là quý nhất, cần sử dụng nhất. Nên là mình sẽ bỏ tất cả vào đây để tránh nếu mà mình có chết thì chúng ta vẫn còn đồ để đánh được Ender Dragon. Ok, rồi chắc là như đây thôi nhỉ. Bây giờ mình sẽ chế tạo lấy cái này ra. Chúng ta cần phải chế tạo ra cây kiếm mới và cây rìu mới. Sau đó chúng ta có thể lấy được cái Infinity Sword này. Ok, các bạn có thể để nó xung quanh như thế này. Và khoan, chúng ta còn thiếu một thứ nữa. Chết buồn. Đây, chúng ta phải full dụng cụ luôn. Rồi, nếu các bạn để ngang thế này và boom. Oh, đây rồi mọi người, chúng ta có găng tay vô cực và oh my god, what the hell. Chúng ta có hai cái găng tay vô cực đang cầm trên người và mỗi găng tay nó sẽ cho các bạn những cái khả năng đặc biệt như vừa rồi là sấm sét nổ vậy. Chúng ta vừa mới có được cái quả sấm sét to đùng từ trên trời giáng xuống đó mọi người ạ. À, các bạn thấy đỉnh chưa? Ok ok, con rồng bây giờ thì tụi tôm rồi, để thử lại coi phải không nhá. Boom. Let's go, găng tay vô cực của tôi. Bây giờ thì ok, đi hướng này mình sẽ tới được cái chỗ của con rồng. Vứt hai cái này vào cái. Ok, mình không dám sử dụng cho nó. Ok, để coi. Boom. Nó xuống đây rồi. Và cũng hợp lý phết đấy chứ, bởi vì nếu mà xuống đây chúng ta có thể sử dụng được cái này. Yep. Đi xuống. Nó sẽ đào một đường đi xuống cho mình luôn. Đúng rồi. Cứ đi xuống như vậy chúng ta sẽ tới nơi, đúng không mọi người? Bam. Đi xuống nào. À, đây rồi. Ok, ở đây là được. Chúng ta cần đào một đường đi vô coi. Yeah. Vào được rồi. Rồi con rồng rồi, Rồi. Ủi tôm, mày dám đánh anh mày mới là một chuyện đấy. Đây rồi. Yep. Trời, mấy con siêu fit cũng không dám đụng mình luôn mọi người. Vậy em đã có khoảng 10 con mắt. Boom. Ok, còn hai con mắt nữa, chúng ta sẽ để như thế này và thế này. Boom boom. Không cần giường, chúng ta vào luôn. Yes sir. Đây. Tới chỗ đánh rồng rồi này. Chuẩn bị nha các bạn nha. Nó sẽ hơi bị đỉnh đấy. Bum. Mình lên đây. Wow, cái chỗ này nhìn lạ vậy. Holy shit. Oh, con rồng Thanos kia. Boom. You know. Đâu rồi? Wait, boom. Ok, chúng ta làm bằng cách nào đây? Hả? Oh, rồng đâu rồi? Wait, mình vừa mới xài skill của rồng biến mất luôn rồi. Làm thế nào rồng biến mất được vậy? Nhưng mình chưa thắng mà. Holy shit. Nếu các bạn để ý thì nếu con rồng xuất hiện thì nó sẽ bị chính trưởng của găng tay vô cực và nó mất tiêu luôn. Vậy có nghĩa là mình đã thắng đúng không? Mình nghĩ là vậy. Ok, nếu các bạn thích clip lần này đừng quên để lại cho video này một like, một đăng ký. Lần sau chúng ta sẽ không chế tạo ra cái găng tay vô cực nó bá đạo như thế này nữa, mà mình sẽ làm một cách bình thường. Ok, mình sẽ chơi những cái vũ khí gọi là pro nhất, không cần phải sử dụng găng tay vô cực. Ok, nếu các bạn muốn như thế đừng quên để cho video này một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng như thế, bye bye.